đổ đất làm nền cao quá nóc nhà. Ngày nắng xe cộ đi lại văng bụi mù mịt. Mùa mưa nước thốc vào tràn ngập cả nhà cửa. Đơn vị thi công huy động máy móc làm nhà cửa rung lắc, nứt vỡ, nguy cơ nhà bị sập vào mùa mưa tới đây. Đó là tình cảnh khổ sở mà người dân sống dọc quốc lộ 19 ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, Bình Định đang phải chịu đựng do sống trong vòng dự án cải tạo nâng cấp tuyến quốc lộ này. Dự án hiện vẫn đang được các nhà thầu của Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Bộ Giao thông Vận tải thực hiện. Đoạn qua các thôn Tả Giang 1, Tả Giang 2, xã Tây Giang, nền đường được nhà thầu đổ đất nâng lên rất cao đã nhấn chìm nhiều lớp nhà dân ven quốc lộ. Ngôi nhà của vợ chồng ông Lê Văn Kính, 74 tuổi, và bà Trần Thị Xuân, 70 tuổi, thôn Tả Giang 1, xã Tây Giang, lọt thỏm dưới hố sâu, bao quanh là vật liệu đất đá. Thì hồi trước kia thì hộp thì nói dân ở đây thì nói mở rộng đường, chứ không có nối cao, nhưng mà giờ càng ngày đổ càng cao, thì nhà bà nó lu, nhà bà bây giờ nó nứt, cái số giếng đồ nó nứt hết. Bây giờ là mưa là nó đóng dũng nó vô nhà, mà hộp hành thì cũng ráng chịu, thì họ sao bà dạy, nhưng mà giờ cũng bức rứt lắm, mà bụi đá nó vô trong nhà là không có thứ nào mà đồ ăn mà phải tẩy hết, khổ lắm con ơi. Giờ cũng mong cho một là đền bù cho bà xứng đáng để mà sửa lại cái nhà. Cứ ngày vậy là quét ba lần là đất, cứ nếu mình ở chung với đất vậy sao. Bên đây ông mưa cho ông nắng là cũng đứng ra là con không còn thấy cái gì hết. Nhiều hộ dân phản ánh, đời sống họ chủ yếu làm nông, buôn bán nhỏ lẻ men theo đường, nên việc đổ nền khiến họ không chỉ sống khổ mà còn mất sinh kế. Nếu muốn nâng nhà phù hợp với kết cấu đường quốc lộ thì ngôi nhà của dân phải xây 2 đến 3 tầng lầu. Tình cảnh khó khăn hơn ở những lớp nhà dân sát quốc lộ 19, đoạn gần cầu Ba La, thuộc thôn Tả Giang 2, xã Tây Giang. Vị trí này, chủ đầu tư cho biết buộc phải nâng nền đường lên trên 4 mét, nên sẽ nhấn chìm hàng chục nhà dân ở đây. Người dân nơi đây bức xúc phản ánh, họ đang chịu đựng cảnh sống khốn đốn bên công trường thi công quốc lộ 19 đến nay đã hơn 9 tháng. Nhà bà Phạm Thị Đũng, 60 tuổi, cùng 6 hộ dân khác nằm sát cầu Ba La bên quốc lộ 19, dự kiến phải dời đi. Chủ đầu tư hứa sẽ giải phóng bồi thường thỏa đáng để dân đến nơi ở mới, nhưng đến nay mọi chuyện vẫn chỉ nằm trên giấy. Nó ảnh hưởng là con cháu đi, xe cộ đi không được. Ngập vô nhà. Rồi nó ngập vô nhà, nó trả vô trong cái nhà. Rồi là không đi được, rồi cháu là nó ra là nó lột, nó sạch xuống. Nước nó ngập đây, nó sạch xuống đây. Ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn cho biết, đang phối hợp với chủ đầu tư để cắm mốc giải phóng mặt bằng, bồi thường cho các hộ dân bên cầu Ba La. Chính sách bồi thường được huyện này đưa ra, yêu cầu chủ đầu tư bồi thường theo giá thị trường để người dân có điều kiện dời đi và có nơi ở mới tốt hơn. Ông Lê Minh Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 cho biết, đang đợi Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn hoàn tất phương án bồi thường, thì đơn vị sẽ chi kinh phí. Bất cập về nền đường nhiều vị trí cao hơn nhà dân, ông Nam nói rằng việc này, phía địa phương cập nhật có đề nghị thì chủ đầu tư mới có cơ sở để xem xét hỗ trợ người dân theo khung chính sách dự án. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 19 dài 230 km có vai trò tăng cường kết nối các tỉnh Tây Nguyên và khu vực Nam Trung Bộ. Tổng vốn 3.600 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2021 đến năm 2023.